đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng thầy giải khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ xứng dương cùng tan tháng ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông khó thể nghĩ bàn. Lưới đế châu dĩ tựa đạo tràng mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Trước bưu tòa thân con ảnh hiện cúi đầu xin thể nguyện quy y. Chí tâm đánh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biên Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đánh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đánh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Pháp ma thân toàn
thấy hiện tiền chứng minh hướng nguyện phước liền ban cho. Nam mô hướng dẫn cây Bồ Tát. Nam mô hướng dẫn cây Bồ Tát. Nam mô hướng dẫn cây Bồ Tát. Nam mô thập mà phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập mà phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập mà phương thường trụ tam bảo. Cuối lại đấng tam giới tôn quý mãn cùng mười phương phật. Con nay phát nguyện rồng thọ trì kinh Địa Tạng. Trên đền bổn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề hết một báo thân này. Sanh qua cõi cực lạc Nam mô Bổn Sư Thích Nà Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thầm sâu rất nhiệm màu, ở trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tông nguyện tỏ, Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô U Minh Giáo Chủ Hoằng Nguyện Độ Sanh Địa Ngục Vì Không Thể Bất Thành Phật Chúng Sanh Độ Tần Phương Chứng Bồ Đề. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát.
Kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện thần thông trên cung trời đau lời phẩm thứ nhất. Phật hiện thần thông ta nghe như thế này một thuở nọ tại cung trời đau lời. Đức Phật vì thân mẫu mà thuyết pháp, lúc đó bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp rồi đồng khen ngợi rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trước mà hiện sức đại trí huệ thần thông, chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh can cường làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ. Vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y, vầng mây sáng rỡ đại tăng thân. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vầng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiên bố thí độ, tiên trì giới độ, tiên nhẫn nhục độ, tiên tinh tấn độ, tiên thiền định độ, tiên bát nhã độ, tiên từ bi, tiên hỷ xả, tiên giải thoát, tiên vô lầu, tiên trí huệ, tiên sư tử hồng, tiên đại sư tử hồng, tiên mây sâm, tiên mây sâm lớn. Trời rồng hội họp khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết, bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, rồi thời có vô lượng ức hàng trời rồng quý thân ở trong cõi ta bà và cõi nước phương khác, cùng đến hội họp nơi cung trời đau lời. Như là trời tử thiên vương, trời đau lời, trời tu diễm ma, trời đấu xuất đa, trời quá lạc, trời tha quá tử tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời thiểu quan, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiểu tình, trời vô lượng tình, trời biến tình, trời phước sanh, trời phước
ấy trời quán hóa, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức hóa thiệt. Trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiếp, trời thiên kiến, trời thiên hiền. Trời sắc cứu cánh, trời ma hay thủ la, cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tất cả thiên chúng long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp, lại có những vị thần ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác, như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông chầm, thần lúa mà. Thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cò, các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác, như ác mục quỷ vương, đảm quyết quỷ vương, đảm tinh khí quỷ vương, đảm thai noãn quỷ vương, hành bình quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi, bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài văn thù sư lợi pháp Dương Tử Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc đổ này cùng quốc đổ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời đạo lợi như thế. Ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài văn thù sư lợi bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tinh đêm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật báo ngài văn thù sư lợi rằng: đến ta dùng Phật nhãn xem hay còn không đêm xiết. Số thánh phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ đương độ chưa độ, hoặc đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu. Ngài văn thù sư lợi bạch Đức Thế Phật rằng: từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành chứng đẳng trí vô ngài, nghe lời Đức Phật nói đó thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn trời rồng tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc
là sanh lòng nghi ngờ. Dù cho có lại dân đi nữa, cũng chưa khỏi quỷ ban. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài tu hành gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư lời rằng, dĩ như bao nhiêu cỏ cây lầm rừng lúa mè tre lao đá núi bụi bầm, trong cõi tam thiên đại thiên cứ một vật làm một sông hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông hằng, một hột cát làm một cõi nước, rồi một cõi nước cứ một hột bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập Địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù Sư lời, quay thần thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng giấy lại, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhận đến vẻ khắc đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời đau lời, vĩnh viễn chẳng còn bị xa đọa vào chung ác đạo. Trưởng giả tự phát nguyện, này Văn Thù Sư lời, trải qua bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm một vị trưởng giả từ. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiểu là sư tử phân tân cụ túc giảng hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Sư tử phân tấn cụ túc giảng hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng, muốn chứng được thân tương tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát cả chúng sanh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư lời, trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng, từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau,
Tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường, mà giảng bài nhiều phương tiện, làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật sư tự phân tấn cụ túc giảng hạnh Như Lai, Ngài lập nguyện đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp, mà Ngài vẫn còn làm Di Bồ Tát, Bà La Môn nữ cứu mẹ, lại thọ bất khả tư nghị vô số kiếp về trước. Lúc đó có Đức Phật hiểu là giác qua định tự tại dương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muộn ức vô số kiếp, trong thời tượng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều đời chưa phước sâu dày, mọi người đều kính nể, khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ về. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, thường khinh khi ngồi tam bào. Thuở ấy mắt dầu thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người ra sanh chánh kiến. Nhưng mà bà mẹ người chưa tin hằng, chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn xa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thanh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quý mà sanh vào đường ác. Thanh nữ bèn bán nhà đất sắm sửa nhiều hoa hương cùng những đồ lễ cung, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật giác qua định tự tại dương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật giác qua định tự tại dương, đắp vẻ oai dung đủ cách tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ, nếu Đức Phật còn trú ở đời, thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật, thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghĩ đến đó, thánh nữ buồn tuổi rơi lệ, chăm nhìn tưởng Như Lai mà lòng quyến luyến mày. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng, thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thanh nữ chấp tay hướng lên hư không mà vái rằng, Đức Thần nào đó mà giải bớt
lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi. Cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào, trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: ta là Đức Phật qua khứ giác qua định tự tại dương Như Lai mà người đang chim bay đó. Thì người thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo. Thanh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mấy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, một lát sau thanh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng cơn hư không rằng: cuối xin Đức Phật xót thương bảo ngài cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con. Nay thân tâm của con sắp chết mất, Đức Phật giác qua định tự tại dương Như Lai bảo thánh nữ rằng: cúng dường xong, người mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng. Nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong thanh nữ liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ, nên thanh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của giác qua định tự tại dương Như Lai. Trải suốt một ngày một đêm, bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia. Nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển. Chạy rảo bên này xua đuổi bên kia. Thì những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muốn thoát chìm thoát nổi ở trong biển. Bị các thú dữ giành nhau ăn thịt, lại thấy quỷ giả xoa hình thù đều lá lông, quắt nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu. Răng nanh chia ra ngoài, miệng bén nhọn giường gươm, lùa những người tối gần thú dữ, rồi quỷ lại chụp bắt người tôi, tung quắt đầu chân người tối lại. Hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thanh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ dương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghinh tiếp hỏi thanh nữ rằng: hãy thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này? Thanh nữ hỏi quỷ dương rằng: đây là chốn nào? Quỷ dương Vô Độc đáp rằng: đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di. Thanh nữ hỏi rằng: tôi nghe trong núi Thiết Di có địa ngục diệt ấy, có thiệt như thế chăng?
Vô độc đáp rằng thiệt có địa ngục. Thanh nữ hỏi rằng, nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô độc đáp rằng, nếu không phải sức quái thần, cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thanh nữ lại hỏi, duyên cớ gì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế? Và có những người tội cùng với các thú dữ. Vô độc đáp rằng, những người trong biển chịu tội này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này mười muôn gió tuần về phía đông lại có một cái biển. Những sự thông khổ trong biển sắp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa. Sự thông khổ trong đó càng trỗi hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám dời ra, đồng gói là biển nghiệp. Chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương vô độc rằng, địa ngục ở đâu? Vô độc đáp rằng, trong ba cái biển đó đều là địa ngục. Nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 châu. Địa ngục kỳ thời có 500 châu, đủ không lường sự khổ sở. Bực kỳ nữa có đến trăm nghìn trăm cũng đầy, không lường sự thống khổ. Thanh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng, thánh mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng, thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những hạnh nghiệp gì? Thanh nữ đáp rằng, thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi tam bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp, sống rồi chẳng kinh, dầu quốc không bao lâu mà chưa rõ đó lát vào đâu. Vô độc hỏi rằng, thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thanh nữ đáp rằng, thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiểu là Thi La Thiện Kiên, thân mẫu tôi hiểu là Duyệt Đế Lợi,
vô độc chấp tay thưa thánh nữ rằng, xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ duyệt để lợi được sanh lên cõi trời, đến nay đã ba ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ đức giác qua định tử tại Dương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đắng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó, những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đăng phát sanh cả vậy. Nói xong quỷ vương chấp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ giường chim bao chợt tình, rõ biết việc đó rồi, bèn đôi trước pháp tượng của đức giác qua định tử tài Dương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng, tôi nguyện từ nay nhận đến đời vị lai, những chúng sanh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng nó đó được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư lời rằng, quỷ vương vô độc trước đó, nay chính là ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thanh nữ Bà La Môn đó nay là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện phân thân tập hợp phẩm thứ hai, quả thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi của địa ngục trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời đáo lời. Do nhờ thần lực của Như Lai, phần thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương. Cũng đều đông đến số nghìn muôn ức na gió tha, đồng cầm hương qua đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó đà thải đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hòa, làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn không còn thối truyền. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử, ở trong sáu đường chịu những điều khổ sở, không có lúc nào tạm ngừng dứt nhờ lòng từ bi lớn và thể nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời đáo lời,
lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi quỷ thác, bây giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng xóa đành cú quá thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức. Bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết. Vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ác ngũ trược. Dầu qua những chúng sanh can cường như thế làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ ta về chân. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác. Muốn độ chúng nó, ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó hoặc có người căn tánh sáng lè, nghe pháp của ta thời liền tính nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện hòa, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tính ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối. Làm lợi ích cho mọi người để rồi đổ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phù, hoặc hiện ra thân các hàng quán thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhận đến hiện ra những thân thánh văn la hán bích chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh can cường đầy tối khổ, khó khai qua như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thì phải theo nghiệp thọ bao, nếu khi chúng nó có bị đọa vào những đường dư chịu sự thống khổ, thì ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lời, ân cần phó chúc đây mà gắn độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ kỳ. Bây giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ cảm thương mà bạch cùng Đức Phật rằng:
từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu làm cho con được thần lực không thể nghĩ bàn. Đầy đủ trí huệ rộng lớn, con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hằng hà xa thế giới. Trong mọi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân hóa độ trăm nghìn muôn ức người. Làm cho quy kính ngôi tam bảo, khỏi hẳn dòng sanh tử hướng vui niết bàn vậy. Những chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mái lông tóc, con đều độ thoát lần lần làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hai thai, hai thai, ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện, từ số kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, quán chúng sanh nghiệp duyên phẩm thứ ba. Phật Mẫu thưa hỏi: lúc đó Đức Phật Mẫu là Bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thánh già, chúng sanh trong cõi diêm phù đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, nơi thời không Phật Pháp. Nhận đến những bậc thanh văn và bích chi Phật vân vân cũng sai khác như thế, chứ chẳng phải riêng tội bao nơi địa ngục. Sai khác thôi đâu, Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: tôi muốn nghe tội báo trong cõi diêm phù đề chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thánh Mẫu, trong mong Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Thánh Mẫu bạch rằng: xin Ngài Thánh Giả nói cho Bồ Tát lược thuật. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng:
danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây. Như có chúng sanh chẳng hiểu thấu với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gian địa ngục, mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, kính chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không khi nào ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc tư tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sanh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh giả làm thầy sa môn, kỳ thật tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tối ác. Những hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật, lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như trên đó, thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gian, cầu tám ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát: Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Di, lớn có 18 chỗ, thừa kế đó 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau. Thưa kể lại có nghìn trăm danh hiệu đều riêng khác nhau, nói về địa ngục vô gian đò, giáp dòng ngục thành lớn hơn 80 dặm, thành đó thuần bằng sắt cao đến 1000 dặm. Lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trong, trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác, riêng có một sở ngục tên là vô gian. Ngục này châu vi 18000 dặm, tường ngục cao 1000 dặm, toàn bằng sắt cả. Lửa cháy hực hở suốt trên suốt dưới, trên tường ngục rắn sắt cho sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia.
trong ngục có giường rộng khắp muôn dầm, một người thọ tội thời tử thấy thân mình nằm đầy chất cả giường. Đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tử thấy thân của mình nằm chất cả giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm dời như thế. Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ giả xoa cùng với các loài ác quỷ, răng nanh bén nhọn vườn gươm, cặp mắt choi sáng như chớp nhoáng, mông tay cứng như đồng, móc ruột bầm chặt. Lại có quỷ giả xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tôi, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng rồi dồi lên trên không, lấy chĩa hưng lấy để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tôi, lại có răng sắt cắn đầu người tôi, nơi lông đốt khắp trong thân thể, đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cài bừa trên đó, lôi kéo người tôi nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn thân người tôi. Một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại, thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại, thời lại sanh vào cõi khác nữa. Lúc cõi khác đó hư hoại, thời cũng xoay dần sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong thì sanh trở lại thế giới này. Những sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó, lại địa ngục đó có năm điều nghiệp cảm. Nên kêu là vô gián, năm điều đó là những gì? Một là tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngớt nên gọi là vô gián. Hai là một người tội thân đầy chặt cả ngục, nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng đều đầy chặt cả ngục, nên gọi là vô gián. Ba là những khí cụ để hành hình tội nhân, như chĩa ba gậy diều hâu, răng soi cho cõi giả cõi sai, cưa đục dao mắt chảo dầu soi lưới sắt, dây sắt lừa sắt ngựa sắt, da sống niền đầu, nước sắc nóng rưới thân. Đói thời ăn hoàng sắc nóng, khát thời uống nước sắc sôi. Từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở nối nhau luôn, không một giây ngừng ngớt, nên gọi là vô gián. Bốn là không luận là trai hay gái, mượn mang mỏi rỡ già trẻ sang hèn, hoặc là rống là trời, hoặc là thần là quỷ. Hễ gây tội ác
theo đó mà cảm lấy tất cả đều đồng chiếu khổ nên gọi là vô gián vậy. Năm là nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó thì từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không được trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sanh. Do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián vậy. Ngài Địa Tạng Bồ Tát chưa thưa thanh mẫu rằng nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế. Nếu nói rộng ra thì tên của những khí cũ để hành hình tội nhân cũng những sự thống khổ trong địa ngục đó dầu nên suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong không xiết lo rầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư, Bồ Tát dân chỉ. Lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Thế Tôn, con nương sức quái thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ức thế giới, để cứu giúp tất cả chúng sanh bị nghiệp báo nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai. Thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Như Lai phó chúc từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đắng đổ thoát sinh dân. Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tâm thức của nó không định hay quen làm dữ thì kết thành nghiệp báo dữ. Còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành, làm lành cùng làm dữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra, lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngớt. Mê lầm chướng nạn trải đến kiếp số nhiều như vi trần, ví như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy, thoạt hoặc tạm được ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông Trúc đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát nguyện rộng lớn đổ hết cả hàng chúng sanh, bị tội khổ thì ta còn lo gì nữa. Định tự tại dương bạch hồi. Khi Đức Phật giải lời như thế xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại Vương ra bạch cùng Đức Phật rằng,
Bạch Thế Tôn. Từ nhiều kiếp đến nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thế nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần khen ngợi như thế? Cuối mong Đức Thế Tôn lược nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Đính Tử Tại Vương Bồ Tát, long nghe long nghe, phải khéo suy xét đó. Ta sẽ vì ông mà giải bài rõ ràng, ông vua nước lân cần. Vô lượng vô số na do tha bất khả thuyết kiếp về thuở trước, lúc đó có Đức Phật ra đời. Hiểu là nhất thiết trí thành tựu Như Lai, ưng cung chánh biển trì minh hạnh túc thiện thề, thế gian dài vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ sáu muôn kiếp, khi ngài chưa xuất gia, thời ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với vua nước lân cận, hai vua đồng thực hành mười hạnh lành, làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác, hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phương trước để dắt dìu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện: tôi nguyện sớm thành Phật, sẽ đổ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện như tôi chẳng trước đổ những kẻ tội khổ làm cho đều đăng án vui chứng quả Bồ Đề. Thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật, Đức Phật báo ngài Đính Tử Tại Vương Bồ Tát rằng, ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là đức nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chưa hết những chúng sanh tội khổ, thời chưa nguyện thành Phật đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Quán mục cứu mẹ lại vô lượng vô số kiếp về thuở trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp trong thời mạt pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân vì đi tuần tự giao qua mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán, La Hán thọ cúng rồi hỏi: nàng muốn những gì? Quan Mục thưa rằng: ngài thân mẫu, tôi khuất tôi làm việc phước thiện, để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi. Chẳng rõ thân mẫu tôi thác sanh vào đường nào, La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát. Thời thấy bà mẹ của Quan Mục đỏ vào chốn địa ngục rất khổ sở, La Hán hỏi Quan Mục
rằng thân mẫu ngươi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì, mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế. Quan mục thưa rằng, ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trạch, phần nhiều là hay ăn cá con và cành con, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tình đem số cá trạch của người đã ăn, phải đến hơn nghìn muôn, xin tôn giả thương xót. Chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. Là hàng xót cái thương bèn giải phương trước ngày khuyên quan mục, rằng ngươi phải đem mà lòng chí thành, mà niệm đức thanh tịnh liên hoa mục Như Lai, và vẽ đắp hình tượng Đức Phật, thời kẻ còn cùng người mất đều được phước lợi vậy. Quan mục nghe xong liền xuất tiền của quả tượng Phật mà cúng thờ. Nàng lấy đem lòng cùng kinh khóc than chim ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng chim bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phong ánh sáng mà bảo quan mục rằng, chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lành, thời liền biết nói. Sau đó đưa tơ gái trong nhà sanh một đứa con trai, chưa đầy ba ngày đã biết nói. Kẻ đó buồn khóc mà nói với quan mục rằng, nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người lâu nay ở chúng tôi tâm, từ khi vĩnh biệt người tôi phải đọa vào đáy địa ngục. Nhờ phước lực của người nên nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiền, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói, quan mục biết chắc là mẹ mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng, đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng, do hai nghiệp giết hại sanh vật và chê bai măng nhiếc mà thọ báo khổ, nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó mà vẫn chưa được thoát khổ. Quan mục hỏi rằng, những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng, những việc tội khổ nói ra càng bất nhân, dù đến trăm nghìn năm cũng không thuật hết được.
Quan Mục nghe xong than thở rơi lệ, mà bạch cùng giữa hư không rằng: Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục, khi mãn 13 tuổi không còn có trọng tội, cùng không còn đó vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn tam đồ, và hàng há tiền cùng thân gai, cùng kiếp không còn thọ những quả bao sâu đó nữa. Tôi đôi trước tượng của đức thanh tịnh liên qua mục Như Lai, mà phát lời thế nguyện rằng: Từ ngày nay nhân về sau, đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ, nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng nó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo, địa ngục súc sanh và ngã quỷ vân vân. Những kẻ mắc phải tội bao như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác vậy? Quan Mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh liên hoa mục Như Lai giải rằng: Này Quan Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thế nguyện rộng lớn như thế, thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ bao thân này sẽ phát sanh làm người phạm chi, sống lâu trăm tuổi, sau đó giáng sanh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tin kể được. Sao rốt sẽ thành Phật đổ nhiều hán người trời, số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài định tự tại Dương Bồ Tát rằng: Vị La Hán phước lành đổ quán một thuở đó, chính là vô tận ý Bồ Tát thân mẫu của Quan Mục, là ngài giải thoát Bồ Tát. Còn Quan Mục thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn phát ra hằng hà sa số lời thế nguyện, độ khắp chúng sanh như thế. Trong đời sau như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, nhận đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu, kẻ quỷ bán đại thừa, những chúng sanh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát, chừng trong khoảng khải mong tay, những chúng sanh đó liền đắng thoát khỏi bao khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen,
cùng dân cung các những y phục đồ ăn vật uống, các thứ trân bào. Thời người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau thường ở cõi trời hưởng thọ sự vui thân diệu. Hoặc lúc phước trời hết sanh xuân chốn nhân gian, vẫn còn thường làm vị đế vương, trong trăm nghìn kiếp lại nhớ được cõi ngành nhân quả. Trong các đời trước của mình, này đến tử tại dương. Ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn, không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài đến tự tại vương bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương quay thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để cho lợi ích chúng sanh. Ngài đến tự tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong, bèn cung kinh chấp tay lễ Phật mà lui ra. Tử Thiên Vương hỏi Phật: bây giờ bốn ông thiên vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kinh chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn lại đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn đổ chưa hết ngày, lấy còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa? Cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: hay thay, hay thay, nay vì muốn được sự lợi ích cho chúng sanh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi Diêm Phù Đề. Ở ta bà thế giới này, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ. Bốn ông thiên vương bạch rằng: vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe phương tiện giao hoa. Đức Phật bảo bốn ông thiên vương rằng: từ kiếp lâu xa nhận đến ngày nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Ngài thương xót chúng sanh mắc phải tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau. Tội khổ cứ lấy dây mãi không dứt, vì lẽ đó nên Ngài lại phát ra lời trống nguyện. Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Diêm Phù Đề, nơi thế giới ta bà dùng trăm nghìn muôn ức cái phương chưa để giao qua chúng sanh này bốn ông thiên vương. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sanh vật, thì Ngài giải rõ quả báo vì ương lý đời trước mà phải bị chết yêu. Nếu gặp kẻ trộm cắp
thời ngày giấy rõ quá báo nghèo khốn khổ sợ. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngày giấy rõ quá báo làm chim sẻ sẻ bồ câu yến ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngày giấy rõ quá báo quyến thuộc cần chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thì ngày giấy rõ quá báo không lưỡi miệng lờ. Nếu gặp kẻ nóng giận, thì ngày giấy rõ quá báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bỏng sẻn, thì ngày giấy rõ quá báo cầu muốn không được toại nguyện. Nếu gặp kẻ buông lũng săn bắn, thời ngày giấy rõ quá báo khinh hải điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngày giấy rõ quá báo trời đất tru lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngày giấy rõ quá báo cuồng mây đến chết. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời ngày giấy rõ quá bao thắt sanh trở lại hiện đời bị rối giọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời ngày giấy rõ quá bao cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo, thời ngày giấy rõ quả bao đuôi điếc câm ngồng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời ngày giấy rõ quả bao ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời ngày giải rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hành thanh tình và vu bán tăng già, thời ngày giải rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sanh vật, thời ngày giấy rõ quả bao phải luân hồi thường mang lẫn nhau. Nếu gặp kẻ pha giới phạm trai, thời ngày giấy rõ quả bao cầm tu đôi khác. Nếu gặp kẻ phung phi phá tổn của cải một cách phi lý, thời ngày giấy rõ quả bao tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ tao ta kiêu mạn cống cao, thời ngày giấy rõ quả bao hèn há bị người sai khiên. Nếu gặp kẻ đâm chọc gây gỗ, thời ngày giấy rõ quả bao không lưỡi hay trăm lời. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời ngày giấy rõ quả bao thọ sanh vào chốn hẻo lành. Những chúng sanh trong cõi diêm phù đề, từ nơi thân khẩu ý tạo ác kết quả, trăm nghìn muôn sự bao ứng như thế. Nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn diêm phù đề như thế, Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương trước để hóa độ đó. Những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi.
Vì thế nên các ông là bậc hổ vệ người cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những nghiệp chướng đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bốn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở, chắp tay lễ Phật mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển thượng hết, bổn nguyện Địa Tạng đau lợi thiên cung, thần thông hiện quá độ quần mong, đời ngũ trược khó thông, chúng sanh can cường ham vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.